đã mang vào đây và bắt đầu là mình mồi thử lên, mình mồi thử lên và bắt đầu mình nấu sôi, mình nấu sôi để cho ông ăn mọi người nhá. Nấu thử đây, cháu đang nấu thử cái bếp hoa củi đời mới cho ông. Hiện tại là những năm nay mình gặp lại ông là ông đã nặng tai hơn rất là nhiều rồi, nặng tai hơn rất là nhiều và mắt ông mờ rồi mọi người, mắt mờ rồi, rất là khó nhìn. Đây chúng ta đang đổ sôi lên mọi người nhé, đang đổ sôi đây. Đấy, chúng ta đang đổ sôi đây, còn ở bên kia là cái bếp củi thiền hai chân ở mé bên này. Đấy, mọi người có thể vào trong nhìn là ngày xưa là ông đun, từ trước đến giờ là ông đun cái bếp củi thiền hai chân ba chân kìa ở bên trong này. Và hôm nay là mình mang cho ông một cái bếp đời mới. Đấy, cái bếp đời mới, cái bếp này là bếp củi 3.5 mọi người nhé. Bếp này là bếp cực kỳ tiết kiệm củi hơn. Nếu mà đun thì nó sẽ tiết kiệm hơn khoảng độ 3 lần. Đun nhanh và tiết kiệm củi hơn tầm 3 lần đó nhá. Đấy, và mình mang để mình kỷ niệm cho ông cái này thôi. Đấy, và kỷ niệm cho ông cái này mọi người. Để cho ông về ông đun ở bên trong này cho nó tiện. Cho thời gian là cho các bác nhà ông đun được chưa? Ông bây giờ ông mắt mờ rồi. Ông mắt mờ chỉ là ông ngồi đây đang là sưởi ấm thôi mọi người nhá. Đang sưởi ấm vì ở đây rét ông nhỉ. Ở đây trên này trên núi là nó nặng. Đấy, mọi người em sẽ cho mọi người đây của mọi người cùng xem nhé. Đây, khu vực ngoài nhà ông. Ông ở trong. Ông ở trong nhà sàn. Đây là trong nhà. Mọi người nhé, ở đây là cái nhà của ông. Đây là một cái nhà sàn rồi. Nhà sàn này là nhà sàn cổ luôn mọi người nhé. Gọi là cổ, cực kỳ cổ luôn. Mọi người có thể ra nhìn cái mé ngoài này. Đây, chúng ta đi cùng. Em Mỹ sẽ đi cùng với mọi người ra cái mé bên ngoài này người nhá. Đây, mọi người có thể nhìn. Ai đã nhìn ra bên ngoài này, chúng ta có thể nhìn được mọi người. Chúng ta ở đây hiện tại ở đây đang là ở trên nhà sàn nữa, nhà sàn. Đấy, mọi người có thể nhìn mé ngoài này có khả năng nhìn dễ hơn mọi người. Đây. Ở đây chúng ta có cái cửa sổ đây. Nhà view rất đẹp. View chuẩn luôn. Đây mọi người. Mọi người có thể nhìn là đây là cái bàn uống nước. Chỗ này là bàn uống nước của nhà ông. Đây, mọi người nhìn ra bên ngoài kia. Đấy, mọi người nhìn ra bên ngoài view đấy, đây chúng ta đang view đẹp. Bên dưới này là đây, người các bác thấy chưa, sàn này vẫn còn sàn của đời cổ ngày xưa, vẫn còn đúng chuẩn nhà sàn ngày xưa đó, cái sàn bằng cây lứa. Bếp này thì các bác đun thì nó tiết kiệm củi và đặc biệt là nó không phải thổi. Đặc biệt của cái bếp này của chúng ta là không phải thổi mọi người. Và đặc khi nào chúng ta có thể dùng ngoài cái việc là chúng ta nấu bình thường ra thì chúng ta có thể dùng để chúng ta nướng được mọi người nhé. Ngoài việc nấu bình thường ra thì cái bếp củi 3 chức năng này chúng ta còn dùng để nướng được. Nướng thay bếp than. Ok. Bây giờ mình sẽ đây, mọi người nhìn nhé, mình chỉ cần dùng mấy hai con củi thôi, nhưng mà sau khi cho vào đây thì nó sẽ cháy rất là mạnh. Đấy, mọi người quan sát rồi nha, mình chỉ cần dùng hai con củi khi cho vào đây nó rất cháy rất là mạnh luôn. Tôi rất là thích. Ra rồi.